1.2 10 à 1.0 có thể lên 1.6 thằng này vẫn bất động, thế mà lại là chuẩn, vẫn không chuẩn đi. Chuẩn đi là nó cho mình làm một lần đấy. Tiếc kia là tiếc của nó chỉ có nó là nguồn, tiếc nguồn nó chỉ có nó là một đỉnh thôi. 9 đây rất nhiều đỉnh. 9 1.0 1.6 tường này chắc khỏi luôn, tường này chắc khỏi đo luôn. Bây giờ chờ đuổi một cái nhé. Bạn xoay đi, xoay phát sang cái này. Chỉ mặt này còn một kia. Bên kia bên này đúng không? Ừ. Xoay lên đuổi lên. Bây giờ chỉ có cách là phi thẳng ra cái cửa ngoài kia xong đo khép cửa. Qua xoay nhưng mà chỉ xoay được. Nhưng mà nó xuyên qua kính. Trong hay là xuyên mặt này không? À, không được. Thiết kế sẵn không cho phép quay hướng ra ngoài. Nó phải thiết kế thế. Nhất là nếu mà thấp nhất là mình đo là bao nhiêu cà phê được? Cà phê của bán của bay nhất của nó là có 50 cho mình cái 50 xem cái thằng nào, cho mình phát 50 mình cho thời gian dài một chút xem 50 cái thằng nào bát thấp nhất là cà phê. Trong khi điều kiện ở chỗ này là 10 cơ. Điều kiện ở chỗ khu vực vận hành này là trong thông tư 13 là 10. Thế còn ở khu vực hành lang kia là 0.5 giới hạn. Nghĩa là gần như là rất khó có thể mất cái là vượt. Hả? Clip rồi. Tôi